Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin vai trò của Tô Lâm trong bàn cờ chính trị quốc tế. Ngày 28 tháng 6, AFA tiếng Việt bình luận Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trước bàn cờ Mỹ, Trung, Nga. AFA dẫn nhận định của nhà quan sát chính trị Việt Nam David Hutt về chuyến thăm của ông Putin đến Hà Nội vừa qua, cho rằng chẳng mang lại mấy ý nghĩa trừ khi phe an ninh đang trỗi dậy có thể áp đặt những gì xảy ra trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu khác không đồng tình với nhận định của ông David Hutt. AFA dẫn quan điểm của luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư thỉnh giảng ở Đại học Ottawa, Canada, cho rằng chuyến thăm của ông Putin là do ông Trọng mời từ trước. Ông Tô Lâm ở vào thế sự đã rồi, buộc phải tiếp đón vì vấn đề sức khỏe của ông Trọng, vừa để khẳng định quyền lực mới. Hình ảnh bài trên AFA. Luật sư Khanh cho biết, một nguồn tin là một cựu đại sứ của Hà Nội đã nói bóng gió rằng phía Hà Nội đã tìm cách từ chối chuyến thăm của ông Putin, nhưng phía Nga đã tìm cách tác động rất nhiều để dẫn đến chuyến thăm đó. Rõ ràng nếu chúng ta nhìn các văn kiện mà hai bên Việt-Nga đã ký kết trong chuyến thăm của ông Putin cũng như những nội dung công khai khác thì ta thấy rằng không có nội dung gì quan trọng và mang tính chiến lược cả. Tuy nhiên, theo luật sư Khanh, chuyến thăm này mang lại thông điệp là cả hai bên cùng thắng. Phía Putin muốn truyền thông điệp là nước Nga vẫn có bạn, chứ không bị bao vây hoàn toàn. Còn phía Việt Nam thì nhận được sự đồng thuận từ Moscow là họ sẽ không đứng về phía Trung Quốc nếu xung đột Việt Trung xảy ra trên Biển Đông. Luật sư Khanh cũng cho biết, với các nguồn tin mà ông có thể kiểm chứng từ nhiều phía, thì ông Tô Lâm có một chương trình nghị sự cho Việt Nam và muốn có một khoảng cách nhất định với Bắc Kinh. AFA cũng dẫn ý kiến của nhà nghiên cứu Hoàng Việt ở Sài Gòn không đồng tình với ông David Hutt và ông Vũ Đức Khanh. Theo ông Việt, ở Việt Nam, quyết định cao nhất và cuối cùng là thuộc về Bộ Chính trị. Ông giải thích, những chuyến thăm ở cấp nguyên thủ như chuyến thăm của ông Putin thì phải có chủ trương hàng năm trời. Cho nên nói ngành an ninh quyết định trong thời gian ngắn để mời ông Putin thì rất khó xảy ra. Đó là chưa kể, quyết định ở Bộ Chính trị là quyết định tập thể. Hình ảnh ông Tô Lâm tiếp đón ông Putin. Theo ông Việt, quan hệ Việt-Mỹ, Việt-Trung, Việt-Nga không phải là do cá nhân quyết định, mà là do cả hệ thống chính trị Việt Nam thực hiện. Ông Tô Lâm đón ông Putin chỉ là theo sự phân công của đảng và là chuyện bình thường trên vai trò chủ tịch nước. AFA tiếp tục dẫn ý kiến của giáo sư Nguyễn Văn Chữ ở Đại học Houston at Downtown, đồng tình với luật sư Khanh cho rằng hiện nay ông Tô Lâm thực sự là một quyền lực mới. Ông dẫn chứng việc Bộ Chính trị buộc phải chấp nhận đề nghị của Bộ Công an đưa ông Lương Tam Quang lên Bộ trưởng Bộ Công an cho thấy lực lượng của ông Tô Lâm mạnh đến mức nào. Giáo sư Chữ cho rằng có thể ông Tô Lâm muốn copy mô hình của Trung Quốc là Chủ tịch nước và Tổng bí thư là một. Nếu làm được điều này, quyền lực của ông Tô Lâm sẽ rất mạnh, bất kể hai ông Lương Tam Quang và ông Nguyễn Duy Ngọc có vào Bộ Chính trị hay không. Tuy nhiên, theo giáo sư Chữ, việc ông Tô Lâm quá mạnh cũng có thể gây ra điều tiêu cực là mắc phải hội chứng kẻ mạnh, khi cấp dưới không còn dám báo cáo sự thật và lãnh đạo dễ mắc sai lầm. Luật sư Khanh và giáo sư Chữ cho rằng có thể ông Tô Lâm sẽ có chuyến thăm Mỹ trong thời gian tới. Theo luật sư Khanh, đó sẽ là chỉ dấu cho thấy mọi thứ đang đi đúng hướng trong tính toán của hai phía. Còn giáo sư Chữ thì cho rằng ông Tô Lâm có thể chứng tỏ với Mỹ vai trò vị trí của ông ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin vai trò của Tô Lâm trong bàn cờ chính trị quốc tế. Nước cờ tàn, tổng tắc, Tô lên, triều đình rối loạn. Cuộc chiến cung đình tuy chưa ngã ngũ, nhưng kẻ chiến thắng cũng gần như đã được xác định. Ông Tô Lâm đã có chức chủ tịch nước để hưởng suất đặc biệt cho nhiệm kỳ sau, và trong tay ông vẫn đang nắm chắc Bộ Công an. Thông tin nội bộ cho biết Lương Tam Quang chỉ là con rối của Chủ tịch nước Tô Lâm. Gần như Tô Lâm vẫn đang trực tiếp điều hành Bộ Công an, chỉ là về hình thức thì Lương Tam Quang điều hành. Tham vọng của Tô Lâm rất lớn. Ban đầu, ông ta muốn nắm chức Chủ tịch nước kiêm Bộ trưởng Bộ Công an để linh hoạt hơn trong vấn đề điều binh. Tuy nhiên, tham vọng này đã bị Phạm Minh Chính ngăn lại, buộc Tô Lâm phải chọn giải pháp thay thế, chọn Lương Tam Quang, bởi vì ông Quang là người dễ bảo đối với Tô Lâm. Sức mạnh của Tô Lâm dựa trên nền tảng Bộ Công an, cả Bộ Chính trị đã không tách được Bộ Công an ra khỏi bàn tay Tô Lâm thì xem như Bộ Chính trị đã đầu hàng Tô Lâm rồi. Cho tới thời điểm này, Tô Lâm chỉ mới một lần duy nhất ép được Bộ Chính trị, đó là lần tranh ghế Bộ trưởng Bộ Công an cho Lương Tam Quang. Hình ảnh ngôi sao sắp tắt. Giờ đang ở thế thượng phong, Tô Lâm tìm cách củng cố sức mạnh cho phe Hưng Yên để phe này kiểm soát tốt Bộ Công an và thông qua đó là kiểm soát cả Bộ Chính trị. Đó là kế hoạch sắp tới của Tô Lâm. Chỉ khi kiểm soát hoàn toàn Bộ Chính trị thì Tô Lâm mới yên tâm ngồi cái ghế quyền lực mà tác oai tác quái. Không chỉ dư luận trong nước, ngay cả dư luận nước ngoài cũng đánh giá Tô Lâm sẽ là người nối tiếp ông Nguyễn Phú Trọng. Hầu hết các dự đoán đều cho rằng thời kỳ Tô Lâm cầm quyền sẽ là thời kỳ ngột ngạt đối với người dân Việt Nam và cho cả đảng Cộng sản. Bởi Tô Lâm sẽ áp dụng chế độ công an trị một cách triệt để hơn, hà khắc hơn. Không chỉ công an trị đối với 100 triệu dân mà còn công an trị đối với 5 triệu đảng viên. Ông Trọng là người làm chủ cuộc chơi trên bàn cờ chính trị Việt Nam trong suốt 8 năm qua. Giờ đây, bàn cờ trước mặt ông Tổng sắp tàn. Tô Lâm không cần ra tay nữa, ông chỉ cần đợi ông Trọng tắt thở thì phần thắng ắt về ta mà thôi. Một số nhà quan sát dự đoán ông Trọng khó qua khỏi năm 2024 này. Sau khi Tổng Trọng ra đi, sẽ là một chiến trường khốc liệt. Lần này Tô Lâm không cần căng sức ra chiến đấu với những đối thủ ngang tài ngang sức, mà ông cần dọn vệ sinh những di sản do ông Nguyễn Phú Trọng để lại, đặc biệt là ban bí thư. Ban này đang chiếm đến phân nửa Bộ Chính trị. Nếu không tạo thành thế lực cũ thì xem như Tô Lâm nuôi mầm loạn. Hình ảnh ngôi sao đang lên. Chính trường của đảng càng về sau càng ác liệt hơn. Chưa có nhiệm kỳ nào mà có đến 7 ủy viên Bộ Chính trị bị đốn ngã như nhiệm kỳ này. Và đây chưa phải là con số cuối cùng. Ban bí thư sẽ có 8 trên 15 ủy viên Bộ Chính trị nếu ông Trọng nhắm mắt. Tô Lâm phải mạnh tay mới có thể dọn đi phần lớn trong số đó, một nhiệm vụ không hề dễ dàng chút nào. Triều đình Cộng sản càng rối loạn thì xã hội càng khốn đốn, nhân dân càng khốn khổ và tất nhiên ngoại bang, kẻ đang dòm ngó đất nước hình chữ S là kẻ hưởng lợi nhiều nhất. Nội bộ đảng càng đánh nhau, các nhóm càng phải chạy sang thiên triều cầu viện và tất nhiên để cầu được sự che chở thì phải có quà cáp. Đảng Cộng sản Việt Nam đang như con thú dữ đối với 100 triệu dân, nhưng lại là con cừu non đối với thế lực ngoại bang. Chính vì thế, khi đảng càng bất ổn, càng tỏ ra hung dữ trước dân chúng, thì lại càng tỏ ra nhu nhược trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Lịch sử Việt Nam đã và đang bước vào một giai đoạn đen tối, giai đoạn bất ổn chính trị và khủng hoảng xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Nước cờ tàn, tổng tắc, Tô lên, triều đình rối loạn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.